mẹ ơi. Game này mà thua là lên clip YouTube của Slayer đó, em cẩn thận lại đi. What the fuck? Là một game tướng mới nè. Smolder là long hỏa. Mỗi khi có kỹ năng trúng tướng địch hoặc hạ gục mục tiêu bằng Q, Smolder sẽ trưởng thành hơn một chút. Rồi. Ngon. Sát thương tăng thêm 30% tỷ lệ đánh chí mạng. Ok. Ủa chú Quy này là mục tiêu hả? Hả? Chú Quy này là mục tiêu à? Ta chiều thôi. Lùi là cái, ta chiều thôi. Lùi. Trời, con này cấp 1 yếu điên ha. Gì vậy? Gì rơi về trời. Thái tướng hả mày, làm gì căng dữ vậy anh trai? Nó lát lên nó chết hai luôn. Giết hai luôn. Phải là phải giết hai nha. Không giết hai được. Trời ơi, cái gì vậy? What the hell game? Ôi. Được quá nha. Được không vậy? Hoa gướng chưa ta? Nice. Tìm nó sau lưng. Hơi thở của mẹ ơi. Ê, kỳ sức. Mẹ ơi tới. Nổ đùng. Mom. Nó kêu mom đúng không? Con gọng kêu không? Mom. Giỡn hoài, mạnh chưa? Vừa mạnh vừa khó chịu đó chứ. Kì hết giờ rồi, ủa hồi luôn hả? Ờ, nãy cứ lộn lâu rồi mà. Ok, 114 rồi, 112, 125 rồi. Xâm nổi đùng đùng rồi đúng không? Master chưa?
là sao ta? À, là nó mạnh đúng không anh em? Là tại nó mạnh chứ không phải mình yếu đúng không? Mình dùng hết chiêu rồi. Mình dùng hết chiêu rồi. Trúng hết chiêu rồi. Wow. Wow. Mẹ ơi. Mà để nó biết chơi quá vậy. Hay vậy ta, hay vậy ta. Cái gì nó mạnh vậy? Cần kết nữa chứ. Ừng lắm nha, ừng lắm nha, ừng cái bụng. Đánh hai bên tùm lum quá vậy. Điều gì xàm dữ ta. Trời ơi sao không CC nó ta. CC nó cái nó chết rồi. Con này giấy quá anh á. Anh em chơi AD mà anh em đội châu là sao? Chơi AD làm to là được rồi chứ. Giấy đâu bình thường mà. Thôi con này ok nha. Master á. Đợi phải master con này á.